Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen với phiên bản R3. Đây là phiên bản kế thừa những tính năng hết sức nổi bật của Yamaha. Và từ trước đến nay thì các phiên bản R của Yamaha nổi tiếng trên toàn thế giới, từ phiên bản R1 cho đến R6. Phiên bản R3 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Ngay từ phần đầu chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận đấy, với hệ thống đèn pha đôi, thiết kế vừa sang trọng vừa thể thao. Với trọng lượng là 166 kg, chúng ta có thể rõ ràng so sánh là đây là một dòng xe có trọng lượng hết sức hợp lý, bởi vì nó tương đương như trọng lượng của các dòng xe 250 phân khối, nhưng bên trong nó lại chứa sức mạnh tiềm ẩn tương đương với các phân khúc xe 400. Ở với phần công tơ mét phía đằng trên thì cũng có rất nhiều tính năng giúp cho người điều khiển trong quá trình vận hành thì dễ dàng kiểm soát được chế độ vận hành của xe, từ việc là báo chuyển số này, rồi tốc độ và hành trình, thì điều này giúp cho chúng ta hoàn toàn cảm thấy tự tin khi điều khiển phương tiện này. Đây là chiếc xe được trang bị với cỗ máy hết sức là mạnh mẽ, 320 phân khối, 42 mã lực, sức mạnh của động cơ đạt ở mức là 10.750 vòng phút, moment xoắn cực đại 9.000 vòng một phút. Và với sự đa dạng ở moment xoắn ở trong tất cả các giải tốc độ khác nhau thì giúp cho người điều khiển dễ dàng vận hành và đạt được tốc độ như mong muốn ở trên các đoạn đường trường. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc xe này chúng tôi luôn luôn ví là một chiếc xe thể thao hoàn toàn phù hợp với các điều kiện giao thông đô thị, như các giải moment xoắn được bố trí trong tất cả các giải tốc độ khác nhau. Vì vậy là kể cả trong tốc độ chậm, người điều khiển còn hoàn toàn cảm thấy là xe vận hành dễ dàng theo ý muốn. Trên tổng thể sườn xe thì được thiết kế với những đường nét mang đặc thù của các phiên bản R1 đến R6. Qua cái thiết kế này thì Yamaha đã cố tình đưa trọng tâm của xe vào nằm chính giữa của phần xe. Việc này nó giúp cho người điều khiển luôn cảm thấy là xe luôn luôn hết sức là thăng bằng và dễ dàng điều khiển trong mọi điều kiện đường xá. Hệ thống phanh là chúng ta được trang bị là phanh đôi, phanh trước và phanh sau. Hệ thống giảm sóc sau cũng là hệ thống monoshock. Hệ thống này thì cũng đã được thiết kế dựa trên các cái tiêu chí mà chúng tôi đã rút được kinh nghiệm qua quá trình sản xuất các phiên bản từ R1, R6. Thì cái lần này nó cũng kế thừa những tính năng như vậy. Vì vậy là trong bất kỳ điều kiện đường xá như thế nào thì nó cũng duy trì cho xe vận hành hết sức là ổn định. Ở phần sau thì là hệ thống đèn phanh được thiết kế theo kiểu đèn LED. Đây cũng là sự kết hợp giữa đèn phanh và đèn pha tạo nên tổng thể hết sức ăn nhập và thể thao của xe này. Các bạn không nên chần chừ nữa và hãy nhanh chóng đến trải nghiệm với sản phẩm R3 lần này, và tôi tin chắc các bạn sẽ cảm thấy và sẽ tìm thấy những điều hết sức thú vị.